Xin chào tất cả các bác và anh em. Có một chú em là khách quen của em thì có đặt em một chiếc vang số Jeep là cái 180. Và đây là các cái yêu cầu của chú này khi mà nhờ em căn chỉnh chiếc vang số Jeep là cái 180. Và chú này trước đây cũng đã từng gửi vang số Shiso T3 và có mua của em một chiếc vang số X12. Bây giờ chú lại thích chất âm của dòng vang số Jeep là cái 180. Thì chú yêu cầu em làm các cái chế độ theo cái yêu cầu của chú này. Thì đây là các cái chế độ mà em làm cho chú này. Đây là các chế độ này: dễ hát này, dì vọt này, phổ thông, ngoài trời, dày tiếng, nhiều dì vọt và sáng tiếng. Thì chú này là một chú em là khách quen, cũng đã từng gửi vang số và từng mua vang số. Và bây giờ thì lại muốn mua một chiếc vang số Jeep 180. Và chú này có yêu cầu về cái chất súp ở trên cái vang số Jeep là cái 180 tương đồng như là chất súp ở trên X12. Và thiết bị chú này đang dùng là mixua có dây, mixua có dây. Thì chú này là khách quen, cũng rất hiểu về cái chất âm của em mà đã làm ở trên Shiso và trên X12. Và chú này, đây, chú này có yêu cầu về cái chất súp ở trên chiếc Jeep là cái 180 là làm sao mà làm được nó hay như là trên X12. Đây, không gian 3m², súp 50 Jeep là xịn. Thì khách quen thì khách quen, nhưng mà em vẫn bán đúng giá thôi. Và chú em này cũng không ngại ngần gì vấn đề giá, miễn làm sao nó vừa ý, miễn làm sao nó vừa ý là được. Chú này dùng một hệ thống âm thanh loa JBL và mic sure đẩy crowd, một cái bộ dàn rất là tốt. Và chú này là chuyển khoản đủ luôn là 4 triệu 4. Đây, bản thân em là cái người căn chỉnh ấy, thì em phải cảm nhận được là cái chất âm ở trên từng chiếc vang số. Thì hôm qua hôm kia em có phân tích với các anh em về cái chất nhạc, chất súp và chất effect ở trên cái 180 và X12. Thì nó có những cái tính chất riêng của từng hãng, từng đời, từng loại. Thì nhưng mà sẽ cố gắng làm tốt cho chú này, bởi vì chú này là khách quen và lại chuyển khoản đủ luôn là 4 triệu 4. JBL là em bán 4 triệu 4. Đây các bác thấy rằng là các bác anh em là những người khách quen đã từng trải nghiệm cái chất âm em làm trên nhiều loại vang số. Chú này đã sử dụng T3 căn chỉnh lại, sử dụng X12 em bán, và bây giờ thì lại đặt mua cái X180. Thì em sẽ thử, em cũng thu âm nhé, em cũng thu âm 7 chế độ ở trên chiếc vang số Jeep là cái 180 để các anh em có thể nghe được chất nhạc, chất mic ở trên chiếc Jeep là cái 180 hiện giờ em đang bán. Chú này là chuyển khoản luôn 4 triệu 4, miễn làm sao nó vừa ý là vui rồi. Cái này là một cái mà em chia sẻ các anh em rất nhiều là vang số nó sẽ quyết định. Vang số nó sẽ quyết định, cho nên rằng là khi các anh em mua vang số ấy, cái chuyện đắt rẻ không thành vấn đề, miễn làm sao nó vừa ý được rồi. Từ năm 2022 chú này đã gửi cho em Shiso T3 và mua của em X12 nữa. Thì bây giờ em sẽ thử phần nhạc, 7 chế độ nhạc và 7 chế độ effect ở trên dòng vang số gì rồi cánh 180. Bây giờ sẽ là mở nhạc trước này và thử ở trên điện thoại luôn nhé. Tăng nhạc lên này. Nàng đợi ai mà em đôi ý trơn đâu, lửa thương bớn nọ thì thương. Đây là chế độ 1 này. Các bác sẽ nghe từ chế độ 1 đến chế độ 7 nhé.
chế độ 1 này. Rồi thì các bác anh em nghe 7 chế độ nhạc ở trên chiếc băng số Zil là cái 180. Và bây giờ sẽ mở FX lên và thử 7 chế độ mic ở trên Zil là cái 180. Và FX tổng bây giờ đang để 39 nhé. Đây là chế độ 1 này, gọi 1 này. Đây là chế độ 1. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Đây là chế độ dễ hát. Tiếp đến là theo cầu chú này là chế độ gì vọt này.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Tiếp đến là chế độ phổ thông này. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Chế độ 4 là chế độ ngoài trời này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Chế độ 5 là dày tiếng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Chế độ 6 là chế độ nhiều dì vần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Chế độ 7 là chế độ sáng hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Thì với dòng giảm số ZW180, em làm cho anh em thường thường là 7 chế độ. 7 chế độ. Còn chế độ 1, 2, 3 là chế độ mặc định nhận xuất nhé. Và khi khởi động ấy thì là đặt chế độ 1 là chế độ khởi động luôn. Để chế độ B01 nhé, là chế độ khởi động luôn. Thì em nghĩ rằng là chú ý em này sẽ hài lòng với chất âm mà em đã làm ở trên dòng băng số ZW180. Và vừa rồi các bác cũng đã nghe được là chất nhạc và chất mic của 7 chế độ ở trên băng số ZW180 hiện giờ em đang bán. Và các bác anh em đang sử dụng dòng băng số này, cảm thấy chưa hay thì có thể là gửi cho em để em căn chỉnh. Chắc chắn rằng các anh em sẽ có một chiếc băng số khá hay trên những cái bộ dàn khác nhau.